Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Hương Ngọc Thắng, chuyên khoa hô hấp, hiện đang công tác tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn một số trường hợp chúng ta dễ nhầm lẫn với bệnh lý hen phế quản. Bệnh hen thường có biểu hiện lâm sàng là ho, khò khè, thường xuất hiện về đêm. Và bệnh này với những triệu chứng như vậy thì chúng ta cũng có thể lầm tới với một số bệnh khác, ví dụ như tình bệnh bệnh hội tắc nghẽn mãn tính, hoặc là phù phổi cấp, hoặc là ung thư phế quản phổi, nó chèn ép vô cái cây phế quản gây nên triệu chứng khò khè. Đặc biệt là một số trường hợp mà bệnh nhân có tình trạng mà hen dạng ho, tức là bệnh nhân không có khò khè nhưng mà thường có ho về đêm hoặc là lúc gần sáng, không có cảm giác khó thở nhiều. Nhưng mà khi chúng ta chẩn đoán chính xác, chúng ta điều trị đúng thì bệnh sẽ phục hồi rất là hiệu quả. Để chẩn đoán chính xác các bạn có hen hay không thì các bạn nên đến những cơ sở y tế có máy đo chức năng hô hấp để chúng ta tìm ra tiêu chuẩn vàng giúp chúng ta chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Trên đó là một số điều chúng ta cần phải lưu ý giúp chúng ta chẩn đoán bệnh hen hiệu quả và chính xác. Xin cảm ơn.